chào các bạn, mình tên là Đỗ Nhật Minh. Hôm nay mình sẽ đọc câu chuyện về nước mắt rồng. Biên soạn ra Folerus Saka, cổ tích Nhật Bản dành cho thiếu nhi. Người dịch là Quỳnh Thu. Nước mắt rồng, mời các bạn cùng nghe nhé. Ở một đất nước xa xôi và lạ lùng, nó có một con rồng sinh sống. Nó trú ngụ trong một hang núi sâu và tăm tối, đến mức đôi mắt nó sáng lóa như những chiếc đèn pha. Tối tối, khi người dân sống gần đó tụ tập bên bếp lửa hồng, có người nói: "Một con rồng khủng khiếp đang sống gần chúng ta." Và những người khác tán thành: "Phải có ai đó tiêu diệt nó chứ nhỉ?" Mỗi khi nghe nó kể về rồng, lũ trẻ đều run rẩy sợ hãi. Riêng cậu bé kỳ quặc thì không. Sợ dĩ cậu mang biệt danh như vậy là bởi hàng xóm làm gì đều nhận xét: "Thằng bé cứ kỳ quặc thế nào ấy nhỉ?" Sắp đến sinh nhật của cậu bé kỳ quặc, mẹ cậu hỏi: "Con muốn mời ai đến dự tiệc?" Cậu bé đáp: "Con muốn mời rồng mẹ ạ." Mẹ cậu hết sức ngạc nhiên. Bà hỏi: "Con đang đùa ư?" "Không ạ." Cậu bé quả quyết: "Con hiểu điều mình vừa nói. Con muốn mời rồng đến dự tiệc sinh nhật." Và quả nhiên, ngay trước sinh nhật, cậu bé lặng lẽ rời khỏi nhà. Cậu cứ đi, đi mãi tới tận ngọn núi nơi còn rồng sinh sống. "Xin chào ông rồng," cậu bé gọi to. Giọng cậu bé đi vọng lại khắp trên núi. "Chuyện gì thế? Ai gọi ta vậy?" Giọng rộng ầm ầm vẳng ra từ trong hang. Cậu bé nhanh chóng ngỏ lời: "Mai là sinh nhật của cháu. Mẹ đã chuẩn bị cho cháu rất nhiều món ăn ngon. Bởi thế cháu muốn mời ông đến dự tiệc. Cháu đã rất xa để đến mời ông đấy ạ." Thoạt tiên, rồng tưởng mình nghe lầm, nó tiếp tục rống lên giữ những tiếng dữ tợn. Nhưng cậu bé không thể hoảng sợ. Cậu nói: "Ông rồng ơi, ông hãy tới dự tiệc của cháu nhé." Cuối cùng, rồng hiểu rằng cậu bé thật sự nghiêm túc. Đúng là cuối cùng rồng hiểu rằng cậu muốn mời nó, một con rồng, đến dự tiệc sinh nhật. Thế là rồng ngừng thét và bắt đầu khóc thút thít. Thật là hạnh phúc, rồng nức nở: "Chưa ai nhiệt thành mời ta như thế cả." Nước mắt của rồng cứ chảy mãi đến khi hóa thành một nước mắt rồng. Dòng sông sâu thẳm, rồng bảo: "Nào, hãy trèo lên lưng ta. Ta sẽ đưa cậu về nhà." Cậu biết can đảm leo lên lưng rồng dữ tợn. Và rồng quay đuôi bơi trên chính dòng sông nước mắt của nó chọc đường. Một phép màu kỳ diệu đã xảy ra. Một con rồng đột ngột thay hình đổi dạng. Và các em biết không, cậu bé đã trở thành chàng thuyền trưởng dũng cảm của chiếc thuyền rồng chạy bằng hơi nước đấy. Xin chào các bạn, đến đây là hết chuyện rồi. Tạm biệt các bạn.